Wilder và Andy Ruiz đấu nhau khi nào? Theo các báo cáo từ World Boxing News, đàn thái Wilder sẽ chạm trán Andy Ruiz tại Premier Boxing Champion vào cuối năm nay. Quản lý của hai tay đấm nói trên là En Haymoon từ lâu đã có mong muốn tổ chức trận đấu này. Dĩ nhiên Wilder và Ruiz cũng từng có ý định thử sức trên võ đài vào một ngày không xa. Cho đến trước khi Wilder đạt được kết quả thuận lợi từ hội đồng phân xử, buộc Tyson Fury phải đấu trận thứ 3 với mình. Võ sĩ gốc Mexico từng là mục tiêu số 1 trong danh sách đối đầu của oanh tạc cơ sắt. Lúc này thì Ruiz phải chờ đợi kết quả của trận Fury-Wilder 3, sau đó đưa ra quyết định của mình. Nếu Wilder giành chiến thắng, Ruiz sẽ là mục tiêu kế tiếp của cựu vương WBC, lúc đó đã trở lại là tân vương. Tuy nhiên nếu tay đấm 35 tuổi thất bại lần thứ 2 trước vua Gibson, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Có thể Wilder sẽ xem xét về việc giải nghệ, hoặc võ sĩ sinh ra tại Alabama sẽ cần một trận đấu khởi động nhằm lấy lại tinh thần trước khi đụng độ Ruiz. Cũng có khả năng Wilder sẽ rời xa võ đài một thời gian để suy ngẫm về quyết định của mình. Kịch bản này sẽ khiến Ruiz mất đi một đối thủ tiềm năng, kẻ hủy diệt sẽ phải tìm kiếm một người thay thế khác, không ngoại trừ khả năng là chính Fury. Với Fury, tay đấm bất bại 32 tuổi tất nhiên sẽ hướng đến cuộc chiến thống nhất danh hiệu đang dang dở với Anthony Joshua sau khi giải quyết xong Wilder. Nhưng nếu cuộc chiến đáng chờ đợi này bị trì hoãn một lần nữa, Ruiz sẽ là một lựa chọn không tồi dành cho Fury tại nước Mỹ. Giờ đây chỉ có thời gian mới làm rõ được tương lai của Ruiz sau khi võ sĩ này trở lại võ đài vào đầu tháng trước. Trong cuộc so găng cùng Chris Arreola, Ruiz đã giành chiến thắng bằng tính điểm sau 12 hiệp đấu. Với Wilder, vận mệnh của oanh tạc cơ sắt sẽ được quyết định trong ngày 24 tháng 7. Anh sẽ giành lại tất cả hoặc chẳng có gì. Một chiến thắng bằng cách hạ gục đối thủ sẽ khiến Wilder có một màn tái xuất đầy ấn tượng. Điều võ sĩ người Mỹ cần chú ý là không bị Fury thắng knockout một lần nữa, nếu không đó sẽ là một dấu chấm hết thực sự. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Quái vật Deontay Wilder không có cửa thắng Tyson Fury. Cựu vương Deontay Wilder rất khó để tạo được bất ngờ nếu gặp lại Tyson Fury. Khi cả thế giới đang ngóng chờ về sự thống nhất trong mơ giữa Tyson Fury và Anthony Joshua, thì đột nhiên Deontay Wilder xuất hiện. Ngày 18 tháng 5, toán trọng tài, theo đơn kiện của Wilder, đã phán quyết buộc Fury phải chạm trán cùng đối thủ người Mỹ vào tháng 9. Thông tin chấn động đến chỉ một ngày sau khi Fury xác nhận sẽ so tài cùng Joshua vào mùa hè này. Với diễn biến này, Fury sẽ buộc phải trả tiền đền bù hợp đồng lên đến 20 triệu đô hoặc chấp nhận kèo đấu Chiloki. Phương án thì đã rõ, cách đây ít giờ, lần lượt ông bầu Bob Arum cùng Fury đều khẳng định sẽ giải quyết ân oán với Bron Bomber và tạm gác lại kế hoạch trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Wilder đã thắng trong cuộc chiến pháp lý với Fury và buộc đối thủ người Anh phải bước lên võ đài. Tuy nhiên với một đối thủ như Gibson King, Wilder nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục ôm hận. Quay thời gian trở về thời điểm tháng 12 năm 2018, đôi bên đã hòa nhau trong trận đấu đầy kịch tính. Fury chơi hay hơn, nhưng Wilder lại có hai tình huống đánh ngã, bao gồm cú đấm khủng khiếp ở hiệp đấu thứ 12. Rồi 14 tháng sau, cả hai có dịp tái đấu, lần này các fan chẳng thấy chút drama nào, ngoại trừ những lý do được Wilder sử dụng để bao biện cho trận thua. Ở lần gặp lại, Fury đã chơi lấn lướt hoàn toàn, thắng tất cả các hiệp đấu, trước khi chiếc khăn trắng được phía Bron Bomber tung ra ở hiệp 7. Thực tế trước màn tái đấu, Wilder đã nhận được không ít kỳ vọng, giới chuyên môn vẽ ra cả trăm kịch bản để giúp tay đấm khi đó có đai WBC có thể khiến tay đấm người Anh lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Nhưng không, tất cả trở nên chật lất sau khi Fury đấm trúng tay Wilder ở hiệp 3. Quãng thời gian còn lại, Wilder vật vờ và tất cả đều hiểu rằng trận đấu đã xong. Kết quả sau cùng đã phản ánh đúng điều này, thực chất Wilder đã bị Fury bắt bài, với lối đánh phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh, rất khó để võ sĩ người Mỹ có thể phục thù dù có thêm đôi ba lần gặp lại đối thủ. Lila Fritz Simon, bình luận viên và cây viết boxing nổi tiếng, từng nghiêng về dự đoán Wilder trong quá khứ. Tuy nhiên nếu gặp lại, ông khẳng định Wilder hoàn toàn không có cửa.
tôi chẳng những cho rằng Fury sẽ thắng trận Chilovsky mà còn cho rằng kịch bản sẽ không hề khác trận đấu thứ hai. Fury là người làm chủ võ đài tốt hơn trong lần thượng đài đầu tiên và Wilder chỉ có thể gỡ lại điểm bằng một số cú đấm ngã. Với Wilder, chỉ cần đấm trúng võ sĩ 37 tuổi có thể tạo được nguy hiểm. Nhưng ở cuộc đối đầu thứ hai, Fury đã không cho người đồng nghiệp cơ hội để ra đòn. Lối đánh cơ động giúp Fury đẩy Wilder vào thế phải chống đỡ và Bron Bomber tất nhiên không quen với điều này. Khi không còn tung ra được những thứ vũ khí nguy hiểm nhất, Wilder không còn có thể đấu lại được Fury. Võ sĩ người Mỹ thấp hơn, bất lợi về sải tay cũng như yếu về tư duy chiến thuật. Wilder đã chết vì quá tự tin vào sức mạnh của chính mình. Tay đấm sinh năm 1984 tin rằng có thể bước ra, đâm trúng và chiến thắng. Nhưng rồi Fury đã chứng minh điều ngược lại. Mark Breland, người tung khăn trắng trong trận thua của Wilder đã bị sa thải sau đó, thừa nhận Bron Bomber chỉ có mỗi sức mạnh. Ở tuổi 37 như Wilder, rất khó để thay đổi và nhà cựu vô địch WBC cũng không muốn điều này. Huấn luyện viên Emmanuel Stewart từng cố gắng thuyết phục Wilder cần tận dụng nhiều hơn chiều cao và sải tay của mình, đôi khi cần lùi lại và buộc đối thủ phải tấn công để tìm ra sơ hở. Wilder thì không chấp nhận điều này. Jim Lampley, người từng làm việc với ông Emmanuel Stewart kể lại, Wilder đã tự làm hại bản thân bằng sự tự kiêu để tụt lại so với Fury và có lẽ là cả Joshua. Vì thế giờ gặp lại một Fury đã tập luyện tích cực trong suốt thời gian qua, cơ hội cho Wilder là rất thấp. Thất bại là điều có thể dự đoán từ trước. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Wilder tuyên bố, họ cần 12 hiệp, còn tôi chỉ cần 2 giây. Deontay Wilder muốn phục thù Tyson Fury hơn bất cứ điều gì khác, và quản lý của cựu vương người Mỹ hoàn toàn tin rằng anh sẽ làm được điều này. Như vậy, cuối cùng Fury đã bỏ qua trận đấu trong mơ với Anthony Joshua để so găng lần 3 cùng Wilder, theo như yêu cầu của hội đồng phán xử. Vua Gipside sẽ tái đấu với đối thủ người Mỹ vào ngày 24 tháng 7 tại Las Vegas. Ngôi sao bất bại đến từ nước Anh đã thắng Wilder trong cuộc chạm trán vào tháng 2 năm trước chỉ trong 7 hiệp. Dù thế, quản lý của cựu vương WBC là Sherry Finker vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ khác đi ở cuộc chiến sắp tới. Tinh thần của Wilder đang rất tốt, cậu ấy muốn phục thù hơn bất cứ điều gì khác và đã bỏ rất nhiều thời gian vào việc tập luyện. Đó cũng là tất cả những gì cậu ta cần. Nếu cậu ấy không thể đánh bại Fury theo cách của mình vào lúc này thì cậu ta sẽ không bao giờ làm được nó nữa. Nhưng tôi tin cậu ấy sẽ thành công. Tôi đã thấy tình huống như thế này vào lúc trước và giờ nó đang lặp lại. Tôi nhớ lần duy nhất mà Wilder bị đánh giá thấp hơn đối thủ là trong trận đấu lần đầu với Benavin Stinvener. Cậu ấy đã bị trừng phạt nhưng vẫn làm được điều mình phải làm. Oanh tạc cơ sắt từng thể hiện sự thất vọng của mình với Fury trên mạng xã hội khi trận đấu của họ không thể diễn ra vào cuối năm trước. Fulker hồi tưởng lại điều này. Cậu ta đã rất tức giận và không thể tin vào điều đó. Cậu ấy tập luyện thể chất đầy nỗ lực từ hồi tháng 7, tháng 8. Lúc này Wilder tập trung vào chiến thuật, còn khoảng 8 tuần nữa sẽ đến ngày diễn ra trận đấu. Không có nhiều điều để nói, vì có nói cũng không ai tin. Cậu ta phải chứng tỏ mình trên võ đài. Wilder có nhiều kỹ năng chưa thể hiện trong cuộc so găng lần trước. Giống như cậu ấy nói, mọi người cần 12 hiệp, còn tôi chỉ cần 2 giây. Và tôi nghĩ các bạn sẽ thấy ai đó chuẩn bị sẵn sàng cho cả 12 hiệp đấu, Fulker chia sẻ trên Skyport. Cuối cùng, nhà quản lý 76 tuổi tin rằng Wilder sẽ trở thành tay đấm số 1 thế giới sau khi đánh bại Fury. Võ sĩ 35 tuổi gần như đã làm được điều này trong trận đấu đầu tiên giữa họ vào năm 2018. Dù vậy, khả năng phục hồi khó tin của vua Gipside khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.